Yo yo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn cũng quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, lại là mình đây, Từ Từ Đường Phố đây, rất vui các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu clip hôm nay thì chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Xem video mình cách vui vẻ và thoải mái nhất. Các bạn thấy yêu thích mình thì nhớ đăng ký kênh như bật chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất từ mình. Cảm ơn rất nhiều. Còn đâu thấy video mình hay thì đừng quên để mình một like và share. Cảm ơn. Ok, quay trở lại video chiều nay thì chúng ta sẽ làm về một vấn đề. Thứ nhất là cái vụ mà sáng nay mình vừa đăng lên là qua server mới được 80 thùng bia và 20k kim cương. Thì như nó bị fix rồi anh em, cái mốc 500 với cả mốc 1 triệu như hết nhận được rồi hay sao? Mình nghe thấy nhiều bạn bảo vậy. Thì mình không biết được, tí mình sẽ test hai con ạc, một con ạc ở server mới nhất và một con ạc ở server cũ để xem là do ở server mới hay server cũ, kiểu như vậy. Mình sợ là do ở server mới nó không cấp nữa hoặc là server cũ nó cấp, đại khái là vậy đi. Vấn đề thứ hai là liên quan đến con ạc này nha các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ nâng cấp qua con ạc này và mình sẽ thông báo về con ạc này luôn. Ok, thông báo gì tí chúng ta sẽ nói sau, giờ chúng ta đi vào vấn chính đó anh em, một cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm ạ. Ok, ngoài ra thì mình cũng sẽ tặng thêm code cho anh em, hôm nay thì chắc cũng có đâu đó hơn chục cái code nhá, thế anh em nào nhanh tay thì được ạ. Nhắc vụ tặng code thì mình nói luôn là mình đã thành lập một cái group gọi là Hải Tặc Đại Chiến Tiểu Tử Đường Phố. Bên group bây giờ anh em tặng rất là nhiều, các bạn thích thì có thể qua, tí mình kéo qua cho anh em xem. Ok. Việc đầu tiên mình muốn thông báo với các bạn đó là chúng ta đã đạt được mốc 2 triệu hoa nha các bạn nhá. Giờ chúng ta sẽ đợi quà của phần quà thôi anh em. Ok, phần quà của 2 triệu hoa thôi, mình sẽ vào phần thể lệ rồi. Từ vào phần thể lệ để xem đó. Cái mốc 2 triệu hoa chúng ta được gì nào? Thấy bảo thấy sáng nay nhiều anh em bảo là nó mốc 2 triệu hoa chúng ta được cái gì? Quên mất rồi. Rồi, mốc 2 triệu hoa qua đây à? Qua đây phải chắc ở ngoài. Thấy hôm bữa mốc 2 triệu hoa mình nhớ có 20k kim cương hay bữa mình nhầm thì mình không biết, nhưng mà hôm nay thấy mấy anh em bảo là 20k đá ấy thôi, không có 20k kim cương đâu anh, chắc mình nhìn nhầm rồi. Mỗi mình nhớ là có 20k kim cương mà. Quái nào giờ nên nhiều bạn bảo là không có, chả hiểu được. Đây anh em, đây mốc 20k mới với game nó đây. Đây đúng không? Ở trên đây. Với thêm mốc 22 triệu kim này, nhận được 1 triệu 100 triệu đá. Uầy, 100 triệu đá xếp anh em. 20 đá cường hóa, 20 đá huy hiệu và 100 đá ca đá nâng đồ, vậy là không có 20k kim cương à? Mình nhớ là có 20k kim cương mà hay như mình nhầm ta, bỏ đi anh em. Ok, đây là group Hải Tặc Đại Chiến Tiểu Tử Đường Phố của kênh Tiểu Tử Đường Phố mình nha, nơi dành cho tất cả anh em của kênh Tiểu Tử Đường Phố vào đây giao lưu cũng như chém gió bốc phét, chia sẻ kinh nghiệm mua bán giao dịch. Mình sẽ tham qua những cái bài viết nếu hợp lý mình sẽ cho anh em đây, các bạn vào cũng đây xem qua. Đó, anh em hứng thú thì vào đây chơi. Nói chung bữa nay thì trên đây thì anh em mấy bạn mà dư code anh em tặng cũng rất là nhiều đây này, suốt ngày nào cũng có đây. Đấy, bác nào mà cứ muốn code thì vào đây này chia sẻ code với anh em. Đấy, trên này hôm nào cũng có anh em ném code liên tục à. Đấy, bác nào muốn thì vào đây mà nhận nhá. Ok, quay trở lại về vấn đề về con ạc này của mình. Đây là con ạc tiểu tử. Con ạc ý theo với kênh từ ngày đầu tiên đấy anh em. Đó. Thì đến bây giờ thì mình đã qua bên bây giờ thì chính thức là mình đã cày con ạc hôm qua ở video tối qua mình đã quay cho anh em xem qua rồi đó. Thì con ạc ở bên server 27 anh em, mình sẽ chính thức cày ạc ấy luôn và cũng không đổi nữa. Vì cũng hết tiền rồi anh em. Đó, giờ thì mình sẽ ra một quyết định như này. Con ạc này sẽ được mình làm ở event 30k sub nếu như ở cuối tuần sau anh em, hôm nay là chủ nhật nhá. Hôm nay ngày 26, 29 tháng 11, chủ nhật tuần sau nếu như kênh đạt được 30.000 người đăng ký thì con hàng này sẽ mang ra làm event, còn nếu không mình sẽ đem đi bán rẻ lại cho các bạn á, bán lại 100, 200, 300 gì đấy cho các bạn. Nhưng mình sẽ tạm thời giờ mình giữ lại một tuần nữa, nếu như tuần sau lên được thì mình sẽ tặng cho anh em, thì cho nó dễ nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ nhận nhận nhanh này, đấy. Hôm nay thì mình sẽ hốt quà sự kiện, bữa chưa hốt anh em, con hàng này chưa hốt, đây hắn còn này. Từ chối. Đây hôm nay mình chốt qua sự kiện anh em, lên đồ cho nó luôn ạ. Bữa giờ chưa lên đồ nên niếc gì cho nó anh em. Rồi, mấy hộ trang bị này. Này, nên đổi một bộ hải âu anh em. Đó, mình đang tính đổi cho nàng này một bộ hải âu nữa. Nàng này mới có một bộ hải âu anh em, mình sẽ đổi một bộ hải âu là hết 8k kim cương. Cộng với một bộ soi xám nữa là hết vào 10k kim cương anh em và hết 90k vàng. Ui, 254 mét vàng kìa. Đấy nhá, không dài dòng đổi luôn ạ, một bộ hải âu này, đổi một bộ hải âu, bộ hải âu này thì sẽ cho mang cho cháu ACE anh em nhá, này một bộ hải âu mang cho cháu ACE. Ồ, có à, nói chung ạc này thì giờ đang rất là ngon anh em, ạc này nói chung giờ đang rất là ngon luôn, đấy. Đấy, cứ hẹn các bạn cứ đạt từ giờ đến cuối tuần sau nếu đạt được 30.000 người đăng ký thì sẽ có event cho anh em, còn nếu không là thôi nhá, đấy mình nói trước, đấy không nhiều bạn cứ trông mong. Đó là mình cứ thông báo thế luôn cho nó rõ, anh em chúng ta là cứ vui vẻ thoải mái thế nhá. Ok, giờ thì đi đổi nào, 163 cái này à.
Cái này là việc đồ đầu tiên này anh em này, cái này là mua, cái là mua này, mình đang tính xem mua cái nào từ từ. Phải, mua này phải tính các bạn nha, không tính là hơi bị thiệt đấy. Mạnh từ từ để xem nào, giờ đang đủ food. Sengoku như là không đủ lên anh em. Mình xem food đã anh em, xem food đã rồi mới lên ạ. Ao dòng này thì đủ food không? Không đủ phút luôn anh em, xem nhanh nhẹn nào. Jinbe giờ mình cũng mới có một tướng à. Cháu Marco thì đủ rồi các bạn, Marco thì đủ rồi nhưng đang thiếu phút đấy anh em, nó đang thiếu phút để lên 10 sao này, nó là thiếu đây thì cũng có này nhưng mà bỏ cháu này vào thì phí anh em, đó sẵn rồi đấy, chỉ đợi lên 10 sao thôi. Hay giờ chúng ta đổi lên cháu lau nhỉ, thôi mình cứ để đấy nhá, anh em thấy lấy cháu nào thì lấy ạ. Mình thôi cũng không tham gia vấn đề này, tôi để đấy cho các bạn. Phân tích các bạn lấy một trò ASE về nữa này, để phát lên ASE 11 sao nữa luôn. Mình đang bảo nên mua cái này này, ạc mình chưa có món nào anh em, test nhân phẩm luôn ạ. Dù sao hiện giờ vẫn là ạc mình mà, nên mình muốn test nhân phẩm của này luôn. Hiện ra được đồ ngon để cho anh em luôn. Đấy, đồ này toàn đồ ngon thôi ạ, trở thành. Ui, kiếm xí à. Cay đấy nhờ. Của kiếm sĩ các bạn. Thay bà con à. Đấy, nhưng mà cũng tăng rồi anh em, tăng công lên cho ASE lại. Ui lại ngon. Ui ASE mình lại lên ngon rồi anh em, lại lên đỉnh rồi. Lại là được của nó rồi các bạn. Đấy là được hai quả hai bộ Hải Âu nữa. Giờ là hai bộ Hải Âu, hai bộ xoài xám luôn. Đấy là đẹp trai phô mai que ngay các bạn. Có gì đâu. Đấy. Xịn thật sự ạ. Ủa, có món nào nữa mà cứ thay hoài vậy. Ôi giờ đẩy cho món của cháu này lên này. Đấy, đẩy món của ASE lên các bạn. Đấy, giờ đẩy món của ASE lên là đúng bài nhất. Đấy, nâng cấp, đồng ý. Chu cha, còn gì là hợp lý hơn lúc này các bạn. Trời ơi, nó cứ gọi là đúng bài đi. Trời ơi, đỉnh của đỉnh ạ. Ô lại đồ thiếu nhá. Ô thiếu kìa. Cay thế nhỉ. Lên được tí được chiến anh em. Nói chung là ngon lành. Con đạc này nói chung là giờ ngon lành rồi. Đấy. Còn dư kim cương ở các sự kiện các kiểu dành cho anh em các bạn chơi sau. Đấy nếu mà cứ theo lời hứa thôi. Đó là mình cứ hẹn trước. Đấy là con đạc này nếu như đạt được 30 cao sấp vào tuần sau mình sẽ tặng các bạn. Còn nếu không thôi nhá. Đã mình nói trước. Còn khi nhiều anh em là cứ hè non hẹn biển các bạn cứ kêu mình ạ. Không mình thì nghĩ để đây các bạn nên đi kiếm thêm Jinbe này. Các bạn kiếm thêm Jinbe thôi anh em, lấy thêm một cháu Jinbe về nữa là được vừa tầm. Con hàng này thiếu Jinbe nữa để Jinbe lên 10 sao là vừa tầm. Đấy. Ngoài ra thì đang có 3K2 ấy này. Đây 3K2 đá này rồi. À ừ đúng rồi. Từ mình xem là nhiệm vụ chiêu mộ đặc biệt 56 đúng rồi. Rồi, nếu hội trang bị. Đây. Mua. À mình mua hết lượt rồi à. Cay thế nhờ. Giờ kiếm đâu ra thùng bia nữa nhờ. Con hàng này giờ có thùng bia nó ngon ạ. Con hàng này giờ mà có thùng bia nó là tuyệt vời luôn anh em. Ở đây biết đâu này, trong này lại có thùng bia anh em nhờ. 5 thùng bia này. 6 thùng này. Ui, 7 thùng này các bạn. Được của nó anh em. Được của nó đấy ạ. Ui, được, hốt thôi. Đây là mảnh cái này thôi, cái này mình để sau, các bạn mua sau thì mua nhá. Mình hốt những cái cần thiết thôi, giờ là hốt những cái cần thiết trước. Lại được của nó các bạn, ui. Ui ngon lành, pha reset đỉnh cao ạ. Ui, được của nó anh em, quá đỉnh. Đấy, lại bảo là không đỉnh nữa đi. Túi đồ xem nào, được bao nhiêu, 142 cái này rồi à, 8 thùng bia. Sự kiện vòng quay may mắn, xu vòng quay. Ui cũng không ăn thua các bạn. Chiêu mộ đặc biệt 9 thùng nữa. 9 thùng nữa là nhận được một mốc nữa à. Thôi thì mua vào shop trong cửa hàng mua thêm một cái đi. Thôi thì đến đâu thì đến anh em. Vào quay săn thêm cháu Jinbe cho các bạn nhá. Chán nhờ. Con này mà nên đủ phút cái lấy phát nữa về đẩy cho cháu Marco lên 10 sao nữa cho anh em là lên đỉnh luôn đấy ạ. Ui, là được của nó luôn anh em.
Chán đến nhảy giờ có 3K4 rồi ạ. Nhìn chán không làm gì được ạ. À đâu, từ từ. Ồ, mấy nay mình không mua nhảy 3K4. Vậy là chúng ta đã có 3K6 rồi, mai 3K7 sự kiện còn đủ không? Thì mình xem là sự kiện đủ 3 ngày không? Vừa đủ các bạn, ngày mai ngày tới. Ồ, vừa đủ này, thế là mình mua nốt 2 ngày nữa là mình đủ luôn luôn lên cho cháu Marco lên rồi. À chà. Cứ thế này là hôm tới sẽ có video cho Marco lên luôn cho anh em nhá. Tuyệt vời ông mặt trời ạ. Giờ thì hợp phát này. Bù ghép về để góc cũng được đấy. Đấy là cứ chúng ta lời à, quên nãy giờ chưa tặng cốt nhỉ, đợt cốt tặng đợt cốt đầu cho anh em chứ nhỉ, quên mất nãy giờ mãi quá các bạn. Đây đợt cốt đầu cho các bạn này, đợt cốt đầu cho anh em nhanh tay nhá. Từ để mình xóa đi đã, xóa đi rồi. Đây ba cốt đầu cho anh em nhanh tay này, đó ba cốt đầu cho các bạn nhanh tay nhá. Đấy các bạn nhanh tay, ba cốt đầu tiên mừng nhà giáo Việt Nam này. Ok chưa? Giờ thì mình qua server mới nha. Qua server mới test nhân phẩm để xem là quà cáp bên server mới sao nha các bạn. Ok tài khoản đây nhá, dành cho bạn nào muốn đấy luôn ạ. Hôm nay là thứ bảy nhá. 12, hôm nay là thứ bảy 12 mật khẩu Y Quân ạ. Mật khẩu Y Quân là mật khẩu giống y chang cái tài khoản anh em nhá. Có mỗi tài khoản này về sau mình thêm một số vào nữa này, các bạn để ý là được này. Đó ok giờ mình cày nhá, nhập đến phần nhập code, mình nhập code xong mình quay cho anh em xem để xem quà cáp giờ sao ạ. Ok thì như sáng mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi đúng không? Thì các bạn nhập code xong thì code thì mình đã nói rồi. Code thì giờ chúng ta cũng có 12 cái code anh em. Đó là cái Core tuần này, phiên bản mới này, Core quà 4, quà 2, quà 3, quà 1 anh em rồi VIP Core 2 triệu. Đây, hướng dẫn tân thủ, đây là fanpage 99K, group hải tặc đại chiến. Chúng ta có một cái livestream đó là 26/11/2020 là một này, group 60K là cái thứ hai anh em. Đó là cơ bản đây là quà của chúng ta sơ qua nhá. Giờ để nhận thêm quà nữa thì anh em thoát ra vào lại game giúp mình. Đó, các bạn thoát ra vào lại game. Ok, sau khi thoát ra vào game thì đây các bạn có thể nhận được quà đây. Thì theo như nhiều anh em nói thì lúc nãy thực ra mình cũng là một hàng sẵn rồi, mình cũng biết rồi. Thì cái mốc 500k với cả mốc 1 triệu là nó không tặng nữa các bạn. Nhưng bây giờ các bạn vẫn còn được 3 mốc, đó là 1, 2, 3 đây. Thì bây giờ anh em nhận nhanh nhá. Bây nhận nhanh thì các bạn cũng đã vẫn còn nhận được 13, uống còn 13 thùng bia rồi à? Ừ đúng rồi. Ờ 13 thùng bia anh em. Ui cay nhỉ, còn 13 thùng bia. Nghĩ vẫn cay các bạn, 13 thùng bia. Được bao nhiêu càng kim cương? 4K3 kim cương các bạn. Ok thì cũng được thôi. Bây giờ thì các cụ bảo rồi, của ít lòng nhiều, anh em của nhiều lòng không hết. Thì có bao nhiêu chúng ta xài bấy nhiêu thôi. Ít nhất là bây giờ anh em qua server mới vẫn ngon. Đấy, bằng một biện pháp nào đấy các bạn có thể, nhiều bạn bảo là đấy, nhưng mà thứ nhất là các bạn đã có một bộ sợi xám nhá. Đây anh em nhìn qua các bạn đã có một bộ sợi xám này. Bây giờ anh em vào mở quà cho mình. Đây, hộp quà này ra. Đó. Hộp quà này nữa. Ok, vậy là các bạn được bao nhiêu kim cương? 6K kim cương các bạn ạ. 6K kim cương và bây giờ các bạn vẫn có thể đi mua được 40 thùng bia. Đó, còn đến đâu nữa? Đó, vậy bây giờ anh em vào server mới tuy không được như buổi sáng của mình. Đấy, tuy không được như lúc sáng mình quay là 80 thùng. Nhưng bây giờ ở server mới các bạn vẫn còn 53 thùng bia. Đấy, vừa vào cái vấn đề là vừa vào anh em được luôn nhá, không phải cày cuốc nhiều. Đấy, vào cái là có 53 thùng bia anh em, chỉ việc đi săn thôi, còn đến đâu nữa? Nói chung là vẫn ngon mà. Cơ bản là vẫn thờ đến cạn không được anh em ạ. À. Đấy các bạn vẫn nên cày nhá. Đấy anh em nào muốn qua server mới thì mình nghĩ các bạn vẫn nên đi ạ. Nhưng mà thấy vẫn khó săn nhỉ. Chắc là 40 thùng bia liệu có được một tướng SS không? Tụi nó không được một tướng S thì cày lắm nhờ. Bên game phải xem lại á. Ui. Đùa thật ạ. Ok nhưng mà thôi dù sao thì cũng được rồi. Nói chung là thế này cũng được. Đấy quà thì nói chung là do nó bị pick lại thôi anh em. Đấy bị pick quà rồi nên là giờ chúng ta bị nhận thiếu quà đi. Nhưng thôi 50 thùng bia thì mình cũng quá là ok rồi đúng không? Hay là anh em bên trên nữa thì mình cũng chịu ạ. Đấy game có bây giờ bữa trước có hai mấy thùng thôi đã cười là hết cả miệng rồi. Giờ năm mấy thùng nữa còn kêu nữa thì thôi mình cũng chịu. Đấy là anh em còn chưa nhận quà nhá. Ờ nhắc quà mà nhớ còn mấy cốt này các bạn này. Ok hôm nay phải quay video quá quên tặng cốt anh em biết ạ. Ok lúc nãy là chúng ta được 3 cốt đầu đúng không? Để mình xóa mấy cái này đi cho nó lại khóa lại làm gì. Mở khóa ra, trời ơi, khóa làm gì, xóa đi, rồi. Ok, tiếp tục ba cô, chúng ta vừa đã nhập ba cốt đầu đúng không? Ba cốt tiếp theo là anh em này, nhà giáo này, đấy. Là 5 cốt rồi nha các bạn nha, hết chưa? Ờ, hết rồi, để mình ra đây thêm. Đây, 5 cốt nha các bạn nha, này, đó. Ok, vậy là cho các bạn đã có 5 cốt rồi nha. Giờ để mình xóa 5 cốt này đi luôn, để mình ra mình nhập, mình lấy có thêm cốt mới vào cho các bạn ạ. Đây, 5 cốt đây anh em nhìn tay nhập ạ. Rồi, để mình ra đây thêm cốt vào nữa nha. Ok, vậy là vừa 5 cốt đúng không? Giờ thì tiếp tục chúng ta có thêm 4 cốt nữa các bạn, 4 hay 3 cốt nữa mình phải nhập 3 cốt nữa. Đấy, 3 cốt Việt Nam nhà giáo nữa này. Đó anh em nhanh tay lại, bắt đầu chưa nhập thì nhập nhá.
Đó anh em chứ đừng đi mua, trời mua có 20.000 30.000 mất. Mình nói thật mua được thì còn đỡ nhá, thấy bị lừa đảo nhiều à. Uầy cứ động một tí là thấy bác đang post lên kêu lừa đảo các kiểu. Anh em qua group ạ, group anh em chia sẻ nhiều lắm, anh em share đổi với nhau nhiều lắm. Nói chung là tha hồ. Ok, nói chung thì bây giờ qua sở mới thì cũng chỉ 5-3 thùng bia thôi anh em, đó chứ không được như sáng nữa. Nói chung là cũng được, nói chung mình thấy cũng ok mà. Đó, anh em là hứng thú thì qua sở mới cày thêm nhé. Còn đâu video này mình chắc cũng xin phép kết thúc vậy thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo nhé. Bye bye.